sáng nay ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng dân dân thành phố lương nguyễn Bình triết chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 giữa thường trực hội đồng dân dân ủy ban dân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố dự cuộc họp có chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trình và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ngô xuân thắng qua công tác giám sát các ban hội đồng dân dân thành phố đề nghị ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kết luận của thường trực hội đồng dân dân thành phố bổ sung thêm một số nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ tư hội đồng dân dân thành phố sắp đến theo báo cáo của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng dân dân thành phố sẽ có hấp 87 danh mục tài liệu sẽ được trình tại kỳ họp thứ tư hội đồng dân dân thành phố khóa 10 trong đó ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị 46 danh mục tài liệu Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn để khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi trà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra từ đầu năm. Dự kiến kỳ họp được tổ chức đầu tháng 12, đề nghị các ban hội đồng dân dân thành phố tăng cường giám sát, đồng hành cùng các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo tiến độ chất lượng. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành địa phương tiếp tục giải quyết dứt điểm 38 nội dung còn tồn động. Theo các thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Dân dân thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai hỗ trợ đối tượng là bộ phận người lao động phải nghỉ việc không có thu nhập, triển khai các phương án tổ chức dạy học khi thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.